không lấy chân đen không có ấy đâu. Cái đây phải có khi cái chân đen quay thì không lấy chân đâu. Chân đen ấn độ chân của chị nên chị sẽ lấy là lấy sai chân đấy, lấy cách cái màu đó. Ấy già mát nhè. Đây này thì lấy đây này, thì chừa cái đó thì cái đó lấy làm xấu cái đầu của chị, xấu cái đầu tóc của chị. Đang để sang quá lại già không thế thôi, nhìn thấy luôn đó. Cái chiều dài á, chiều dài thì em ok. Đừng nóng quá. Vừa vừa. Nói chung là hợp lý thôi chứ còn. Thì không có để nóng quá mà thì không để dày quá được. Thế là em mới đi dài về à? Đi về, đi tiếp à? Đi mấy năm rồi. Đi mấy năm rồi. Đài bây giờ là bao tiền em? Đài bây giờ là em đi lại. Đi lại chắc là bao tiền. Đâu, anh đừng để phép. Biết là về phép rồi nhưng mà ý là lương. Em đi làm ăn nhiều. Em làm ngoài hay là em làm đi chứ? Làm ngoài với là lương cao. Làm ngoài với lương cao lắm. Ít. Mi có chỉnh chân. Cái nào hôm trước chị cho liền đi em coi em có được đi không? Em ơi. Cái nào hôm trước chị cắt tóc xong rồi đi chưa hay là có đi không? Đi rồi. Đi con nữ rồi, đi con nam rồi. Ê, dạ. Đi lại rồi. Dạ dạ. Thế à? Bác rồi. Nên cắt mỏng quá. Vui thoải mái đi để em tóc dài đi. Ít lắm. Đây là cái những cái khách hàng VIP cho nên là yên tâm. Khách VIP. Khách VIP nhưng là khách cứ yên ok đi. Hello chị xinh nha, chào chào. Xin mua một xin. Hạnh quá. Trương Hạnh. Hai con mẹ má. Trong hay nhà chơi bướng xem video này. Thôi đừng lấy. Buồn thế. Sao lại comment thế nhỉ? Có bà bị lượn có nhiều. Với bà đấy được cao 1.6. Mấy tạm tóc kìa. Thế bố hát. Thôi được kéo thề gái thề. Sời nó dày thế. Cắt đi dài chưa ạ? Không, thế là chị bấm chứ. Thế là hiện tại chị phải để thế chứ không à. Ngắn thì đi ra vài tháng rồi dài ra. Đúng rồi. Thế là đi xong rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiểu lấy gì. Em tôi ơi. Em tôi ơi. Vấn đề là làm sao thế nó hợp lý cả thôi. Rồi em bao nhiêu thì? Cái đâu? 200 nữa cái đâu? Em có biết nhà con Vinh Quân không gái? Tóc quán tóc Tuyết Tân ngay chỗ cái ngay cái làn số đây này. Cái phòng làn số này. Đi vào. Chị chuyên số. Chị đầu của chị chuyên ở đâu? Thế đằng chỗ ấy. Không rẻ thôi. 300. Đấy, chị từ chị chỗ khác ép hả? Chị phải chị ép chứ ai ép được chị. Chị hay ép lên đó. Tại nhà nó biết là, có nghĩa là lâu nay á, là chị không có làm đầu, đúng không? Có nghĩa là chị không có, chị đi chợ nhiều, cho nên là chị không lấy hàng về. Cho nên là cái khách nào mà... người ta muốn làm thì đã có nhà. Đấy, đấy, xuống nhiều lắm. Gọi rồi có nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, chính xác là thế. Chứ chị thấy khách nó cũng có được làm với chị đâu. Em này em có làm không? Em cũng không được làm. Nó làm mà lúc có nhà không mà chị làm. Cái tân ở gần đấy chứ một con nó làm. Nó làm bằng nào? Nơi nào bằng nhà làm chị làm Doanh nó làm được. Doanh nhá, chị Doanh thì chị Doanh nó làm được. Chồng không bằng nhà ấy thôi. Nhà đây làm cái này. Trong cái làng số con, trong làng cái gì? Cái con Huyền Thái nó lấy chồng ở đây này. Nhà nào? Em có biết không? Em có biết đâu. Tí là chị đưa mi lên. Tao làm mi áp tặng mi lên. Chị giao cho. Trương hành 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 hành. Chị toàn hành nữa chị không hành. Không ai làm được thì báo cho. Hành Toái ơi. Ê, là đây làm đây làm với chị Doanh. Đúng rồi. Thế làm với chị Doanh à? Ừ. 250. Ô số cũng vừa, nếu mà người quen người ta làm được mà sẽ hợp lý thì mình mới làm được. Không cần phải nhất nhất ai. Đem ngắt ngắn lên để tại vì hai con cũng làm mãi thì. Ok ok. Chưa. Thế cũng được đấy ạ. Cần chi là chị thấy nghĩ. Đúng rồi. Chị thấy cứ bán tóc chị thấy là được rồi. Còn có nhà thì làm, không có thì em làm chỗ khác. Cứ đợi ra được. Không không làm chị thấy là làm chị hay đi lắm. Thế nhưng mình thấy hợp lý thì làm, đúng toàn đắt quá thôi. Chấn toàn thế từ mấy trăm triệu đúng đặt ra. Chấn em làm một lần, mà em nhuộm một lần đúng không? Cũng chưa đẹp bình thường mà em. Mà anh có được mổ, nhuộm có được mổ. Không điển như. Em ơi không phải là chị Chấn, mà cứ quan trọng là cái người mình người ta làm biết. Đó. Nó mình làm mãi nhưng mà làm mãi, làm mãi rồi thì mình được. Được em ạ. Chị Thúy không làm thì nó đúng không? Thúy làm đó. Ok. 250. Không, 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 không. Đó, không. Nó là 350. Okay. Quá ngon. Mà tóc ấy xong rồi hấp cũng được. Làm cho hấp luôn mà. Cái này á, nếu như mà phải chấm chân thì giỏi lắm, khoảng đến 350 thôi. 300 đến 350 đi. Chắc 350. Không rất là ok rồi, cả chấm chân, cả ruộng, à cả ép là ok. Cái này anh không có ít tí phần nữa. Tao có gì em kéo nhanh nhỉ? Nhanh lắm. Tao con đẹp vì rồi. Là thật ra cái tóc của em nhá. Nó mỏng bớt là một. Tóc của em bây giờ là sẵn rồi. Nó mượt rồi. Không 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 cần ấy. Ố chua mẹ. Không cần là không cần ép ép ngon mà ép có mình gốc thôi. Gốc. Ừ, gốc có mấy phần thôi đấy ạ. À. Nên là cái này nhanh mà tại vì thế thì không có thuốc chứ tao sách về tao làm nó lấy tiền cho cậu chi. Cắt hết rồi. Hả? Không. Không. Mấy lâu nay không làm đầu thật. Chị thề luôn. Trời mưa khách đến chị cũng lắc đầu. Có thuốc ở nhà đâu mà làm. Chị lâu nay chị không có làm đâu. Chị đi suốt mà. Không làm đâu. Bây giờ muốn tìm một khách tìm như tìm chim luôn. Chạy tóc tóc mình chạy lỗ rồi đấy. Làm đi làm một cái mua một cái tóc bằng mấy cái đầu chuỗi rồi đi nhà nơ đà. Tôi là suốt ngày mới chạy thôi. Chị gặp chồng cái cho nó nhanh đi khỏi. Đi khỏi họ bảo là mua 1.500.000 bán 15 triệu. Ừ. Ok. Trời ơi, quá 20 triệu chứ. Mình mình làm chi cho nó mệt cả nhà. Nói thì ta cũng có thế thôi, người ta có nhà. Tóc lại là nếu mua tóc mà lại thế thì mọi người nên đi mua. Dạ. Người ta cứ nói nhìn nhìn quần nhà tôi chả biết gì. Ngon có biết cắt đâu mà mua. Yeah. Cắt cắt hư đầu người ta lại bới cho nhiều. Yeah. Là đốt nhà thì bây giờ. Bây giờ mới cắt từ cắt. Đâu có phải kiếm mà gì mua là được. Ờ. Tóc vừa thì biết cắt đi lấy cái kia. Cắt ngang thì dễ. Đúng rồi, cắt xẻn cái à biết cắt. Bây giờ cứ cho em đi mua cân cắt ngang thì được nhưng cắt đi là em chịu rồi. Mất bao nhiêu tiền mua đây mà.
không, nếu như mà mua lúc ốc dài á, khách hàng người ta thì ờ, nó lại đơn giản quá. Đơn giản quá. Chị mình vượng cái năm mua đó, cũng thấy mua tóc. Tóc 40.000 chị mới bán luôn. Mua chồng đít này đúng không? Mua chồng đít chưa? Có phải là ai cắt được tóc mồ? Chắc là bán được 250. Đây cái kia mượn hết người ta đi. Mua 400.000 họ bán luôn. 400.000 bán 250 em ơi. Họ bán luôn chứ là. Thôi đi em, chị chỉ bấm cái thôi. Từ từ đã. Đương nhiên rồi. 600 mấy em? Đây nó bấm bằng đi. Khá ra nào. Ôi trời ơi. Dày hơn em đấy nha. Dày hơn nhiều đấy. Dài. Của em chắc lắm. Thôi chúng ta bằng đó nhưng mà kiểu nó cắt không. Tóc quần đến dài. Chào cả nhà nhá. Chứ nữa lên đây nó cắt mất thôi nhớ không? Buổi trưa.